Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực sạch và cuộc sống. Đây là kênh về sức khỏe cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm để giải đồng hóa xã hội của cộng đồng của chúng ta. Hôm nay tôi xin ghi lại một cái clip liên quan đến việc giải độc gan sau một cái kỳ nghỉ Tết cổ truyền. Cơ thể chúng ta đã bị nóng lên do những cái thực phẩm mà chúng ta ăn ăn vào trong những ngày Tết. Thì đặc biệt là các bậc nam giới chúng ta đã sử dụng rượu bia nhiều thì dẫn đến gan nó bị nóng và cơ thể chúng ta bị nóng lên. Thì hai cái loại thảo dược mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn sau đây là rất là dễ tiêm. Thì trước tiên là cây sả, các bạn biết sả là một loại gia vị rất hết sức truyền thống trong bếp ăn gia đình. Sả có một công dụng rất tốt trong việc phòng chống ung thư, giúp tốt cho hệ tiêu hóa, cực kỳ luôn á, là nó giảm đau, tinh dầu của nó tốt lắm, và giảm huyết áp. Và một trong những cái tác dụng cực kỳ tốt của sả đó là nó thanh lọc cơ thể rất là hiệu quả. Như đây thì các bạn đang xem chúng tôi hai cái giờ nấu nước uống nè, nhóm những cái buổi sả mà gia đình chúng tôi trong ngoài dương. Thì sau đó chúng tôi sẽ kết hợp một loại thảo dược khác để mà tạo ra một cây bình nước thảo dược cực kỳ hiệu quả trong việc thanh lọc cơ thể và giải độc gan. Một loại thảo dược tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu các bạn đó là lá cách. Này là các bạn biết lá cách là một loại thảo dược rất phổ biến ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hồi xưa nghĩa là khu vực miền Tây. Thì một số khu vực khác như miền Đông và khu vực miền núi thì chúng ta cũng có thể trồng loại lá cách này, nhưng do đặc thù của cái ẩm thực vùng miền thì một số bạn ở miền Đông hoặc là ở miền núi không biết ăn loại lá cách này. Thì các loại lá cách này thì cái công dụng nổi bật nhất của nó là mát gan, thanh lọc cơ thể và bổ thận. Thì các bạn biết là lá cách này ngộ đâu, không phải ai cũng biết sau nha. Khi mà chúng ta số dân miền Đông đều đâu biết ăn lá cách đâu, ăn hoặc là uống lá cách này thì cơ thể chúng ta được thanh lọc lắm và khỏi ngủ, rất khỏi là mát. Đặc biệt là nước tiểu chúng ta sẽ này mà sao chứ thịt tết lá cách nó cũng vừa ha, có thể do nóng trong người từ màu vàng có thể chuyển qua cái màu trắng hết sức là tự nhiên. Thì các bạn đang xem chúng tôi hái những cái đoạn lá cách non có bông, có mấy mẹ có bông này ba, cái cách này nó mọc tự nhiên ngoài vườn. Thì để tôi cận cảnh cho các bạn xem luôn cái cách này. Các bạn hái cũng nó cũng tương đối lớn, các bạn có thể hái trước đây em lên mẹ chi và vài cây được hai ba đoạn lá cách luôn. Có thời gian một số dân ở khu vực địa phương biết ăn lại kiếm hỏi hoài. Các bạn vừa được xem tôi cận cảnh là hái hai loại thảo dược mà rất là đẹp tiền và dễ tiêm, đó là lá cách chú lá xà, đúng không, để giúp chúng ta nấu cái bình nước thảo dược đơn giản giúp giải độc gan sau một kỳ nghỉ Tết. Như đây là mà cơ thể chúng ta đã dung nạp rất nhiều cây loại năng lượng để mà có khả năng là gây làm cho cơ thể chúng ta bị nóng. Thì các bạn biết là sau khi hái lá cách cho lá xả về nhà rồi thì các bạn xả nó cho sạch dưới dưới những giò nước. Thì các bạn biết là lá cách là lá xả là những cái loại loại rau giống như cò, giống như rau dại, thì nó không có thuốc, không có thuốc trừ sâu, không có phân hóa học, không có chất tăng trưởng. Thì các bạn chỉ xả sơ qua những vòi nước sạch là các bạn có thể nấu ra một cây bình nước thảo dược được rồi. Thì có hai cái cách nấu mà các bạn có thể nấu lâu lâu, anh gọi thường xuyên là lúc nào bị nước cái nồi nước thảo dược này. Hôm nay gọi xong anh xả này mà dùng cái bếp từ có giờ bếp ga thì các bạn bỏ vô cái son nồi rồi để các bạn nấu nấu nước nấu cái bình thường. Hai là các bạn dùng cái một cái bình thủy tinh để mà các bạn nấu kiểu như pha trà. Các bạn nên nhớ là như tôi đã nhắc là để an toàn vệ sinh thực phẩm thì các bạn nên dùng bình thủy tinh để các bạn pha cái trà thảo dược. Thì tại vì nếu chúng ta dùng những cái bình thì khi tác động với nước nóng thì nó có thể gây ra một cái chất ten, thì có khả năng không an toàn cho sức khỏe. Nhưng một số nhà khoa học đã cảnh báo là có khả năng gây ung thư khi tắt khi nước nóng mà tác động với cái bình nhựa.
Thì các bạn biết thì sau khi các bạn rửa sạch rồi, các bạn bỏ vô cái bình bình thủy tinh. Như tôi nhắc lại là chúng ta phải dùng bình thủy tinh. Rồi sau đó các bạn sẽ nấu, dùng cái bình đun siêu tốc, các bạn nấu nước cho thật sôi. Sau đó các bạn ghé vào cái các bạn chăm giống như chăm trà. Thì sau chăm xong các bạn đẩy nắp kính lại. Thì sau khoảng chừng 5 phút là các bạn có thể uống được. Thì cái thức uống này nó sau khi mà các bạn uống xong hết một bình thì các bạn có thể chăm bình nước thứ hai, kiểu giống như chăm trà bình thường của người xưa. Thì các bạn biết là cái hai cái lá cách và lá xả này là những cái loại thảo dược mà hết sức hiền, người ta còn gọi nó là gọi dược thiện, thì hầu như nó không có tác dụng phụ gì trong đối với sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta có thể hàng ngày chúng ta làm một cái bình lá cách và lá xả để chúng ta thanh lọc cho cái trong vòng một hai tuần lễ. Thì các bạn thấy có thể chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều, nghĩa là chúng ta cảm thấy cái nhớ là cái phít này luôn luôn là cái phít có thể không còn bị động nữa. Và nước tiểu chúng ta nước nóng vô nó ra nhựa vô căng hết sức tự nhiên, nghĩa là không còn cái màu vàng khi mà giống như khi về cơ thể chúng ta bị nóng ra. Thì cái nắp này là đến đây thì chương trình ẩm thực sạch và cuộc sống xin kết thúc nội dung ngày video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy chương trình này hữu ích thì các bạn có thể đăng ký kênh cho tôi một like, 10 đến 15 phút là uống lên đây để uống lại xong một nước đầu tiên là chăm thêm một nước nữa, thường thường hai nước thôi là ra hết, ngày càng hiệu quả và có những cái video clip mới mẻ và hữu ích hơn cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Dạ độc gan kìa. Viết ngày nào cũng nhậu cái nóng trong người quá. Đâu cần trà thảo mộc đốc tơ điên chi mắc công đúng không? Tốn tiền. Trời ơi mấy cái mà toàn là quá chất không? Cái này là ba cái trời kia đó mà. Rồi. Rồi, bực cho một chút. Rồi thử ra, thử ra. Bây giờ nghe đó. Thấy cảm giác sao? Hồn quá. Đã quá. Sao? Đã không? Thử nghe nghe. Ngon lắm. Rồi thử. Nào đẹp hơn chứ bộ. Đã quá. Chứ mỗi ngày không cần gì nhiều mà mỗi ngày anh chỉ cần làm bình trà này là chế độc gan cực kỳ. Đúng rồi. Nhậu phà phà luôn. Tại vì nó xả nó đã lọc, nó lọc mát gan rồi, lọc cơ thể rồi, kết hợp với lá cách nữa. Hai cái này là xả lá cách là vô địch về giải độc gan. Rồi. Bình đã quá. Rồi quất vô một cái đi. Thơm quá. Còn nóng nữa không? Còn nóng nữa đây này. Thơm ngon quá. Rồi ok.